dĩa bánh ít luôn đó, hai dĩa bánh ít luôn. Để một lát nữa là ta hỏi ý kiến khán giả là tạc tượng Vũ Linh cần một người tượng, một tượng nữ đứng kế bên. Cô Sáu uống cà phê đá đó, lấy cái bánh ít được luôn. Bây giờ cậu hỏi mấy đứa, bây giờ chờ bình tĩnh cho hút nguyên cây luôn. Bà bình tĩnh, bà bình tĩnh mới cho nguyên một cây thuốc luôn. Rượu, rượu bồ đào. Để xong rồi hỏi thầy tạc tượng. Mọi người điều dân hết. Tôi đứng quay. Ở đây đứa quá mệt luôn. Để xong rồi. Dĩa bánh ít ăn dữ vậy. Đại sứ bên kia không? Chánh ra tên
mỏi tay lắm rồi nha. Rồi vậy nha, xong rồi.